Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ xin nói kỹ về cái dòng khủng long sáu sừng và cách hướng dẫn nuôi nó, cách nuôi nó một cách hướng dẫn cách để nuôi nó các bạn ha. Và em đấy nơi đây, đây là một con khủng long sáu sừng gọi là kỳ nhông Mexico đấy các bạn. Em này thì mình đã nuôi nó gần hai em này mình nuôi nó gần cả năm rồi, và có một em đang ở bên trong đó các bạn, nó đang núp ở bên trong đó. Con này hôm nay có con này nó ra thôi. Và cái môi trường mà các bạn nên nuôi con này thì các bạn nên nuôi nó trong môi trường, một là thủy sinh, hai là cái môi trường mà có nền đá hoặc là đá nằm ở dưới các bạn, tại này nó là thuộc dạng động vật bò sát mà, và có nên một cái nơi trú ngụ như nó thì con này nó hay có một cái nó hay có tình trạng là hay bị chết đó các bạn. Nếu các bạn nuôi nó thì nên kỹ về cái vấn đề đó. Nó chết là nó dễ chết lắm, và những loại cá mà không nên nuôi chung với nó là rất là nhiều luôn. Tại bởi vì các bạn thấy đó, cái hai cái sừng, sáu cái sừng của nó là nhìn nó rất giống như là trùng chỉ á. Nếu mà những con cá nào mà có cái tập tính hay thích ăn trùng chỉ á, nó sẽ rỉa hết, như là cái dĩa nè, cái ba đuôi rồi gì đó. Đó, những con cá đó nó sẽ lại rỉa, nó ăn hết là con cá nó làm con khủng long này nó sẽ bị chết và nó chết luôn đó các bạn. Khi mà tình trạng rỉa riết á, nó sẽ chết và chết luôn đó. Ở đây thì mình nuôi cái hòn này thì nuôi với hòn như là cá bảy màu gòn đó. Bảy màu gòn thì nó không có thể là nó nhỏ quá nên nó không ăn, nó không đụng đến mấy cái râu của nó được, mấy cái sừng của nó. Cái độ pH mà các bạn phải nuôi nó là từ mức 6.5 đến 7.5 á, là mình thấy nuôi nó rất là ok. Và cái hòn này, và các bạn không nên chạy cái máy bơm á. Nếu các bạn chạy một cái máy bơm với công suất lớn á, thì dẫn đến con khủng long này nó cũng chết luôn. Tức là nó chỉ thích môi trường yên tĩnh, có chỗ núp, có bóng cây á, dạng như là có bóng cây, có chỗ núp, có một cái luồng nước rất là nhẹ thì nó rất thích nuôi môi trường đó. Và thức ăn chính của nó là dế. Các bạn nên cho ăn dế nhiều hơn là cho ăn sâu. Sâu thì mình, các bạn nên cho lâu lâu thì các bạn nha, tại vì sâu là cái đồng là loại thức ăn khó tiêu. Sâu nó là thức ăn khó tiêu, các bạn nên ít cho nó ăn. Và các bạn nên cho nó ăn tôm nhiều hơn là dế. Tôm, dế, sâu. Đó, con đèn nó cũng bắt đầu chui ra rồi các bạn thấy đó. Hai con này là một cặp đó các bạn. Là thấy đi đâu là tụi nó cũng đi chung với nhau luôn á. Thế mình thấy cái con khủng long sáu sừng này nó thích nuôi trong những cái hồ thủy sinh. Nếu các bạn nào có ý định mà chơi độc lạ thì các bạn có thể chơi nuôi trong hồ thủy sinh là đẹp nhất. Như mình đây. Hồ thủy sinh của mình thì các bạn thấy nó rất nhiều chỗ núp luôn. Và cái luồng nước của nó các bạn thấy không? Nó chỉ nằm ở tầng trên thôi, còn ở dưới hầu như là không có cái gì hết. Thì con cá nó phát triển rất khỏe mạnh. Ở đây mình nuôi tì bà bướm mà nó đẻ luôn đó các bạn. Tì bà bướm nè, bảy màu gôn nè, nó cũng đẻ quá trời. Ốc táo nó cũng đẻ luôn. Có hai này thì chỉ nó đẻ thôi, chưa đẻ thôi. Và các bạn nào có ý định mà nuôi nó thì nên tìm hiểu kỹ về nó, tại bởi vì nó là mình thấy hầu như cái đa số những bạn chơi hầu như mua nó về nhưng mà không tìm hiểu kỹ về nó thì nuôi rất là phí tiền và nó rất dễ chết luôn, hầu như là chết. Đa số các bạn hầu như không ai nuôi nổi nó. Và hai con này á, nếu mà tại bởi vì mình đang nuôi ở trong một cái môi trường rất là rộng và lớn,
thì nó các bạn phải mình đây sử dụng một cái gấp, và để đút ăn cho nó các bạn. Chứ các bạn mà những con hai con này nó không thể nào mà nó tự nó kiếm đi kiếm đồ ăn, mình thả xuống để kiếm đồ ăn. Các bạn phải gấp sâu và đưa tới miệng nó luôn đó, sâu dế và tôm đưa tới miệng nó đó. Và ở phía trên mặt nước các bạn phải để hầu như là nếu nhiều bạn chơi có hay bỏ mấy cái bèo ở trên đó các bạn. Hai con này nó có tập tính là nó đều phải lên đớp không khí nha. Mặc dù cái hồ bạn có nhiều oxy nhiều cỡ nào đi nữa mà nó mà kín ở trên đó là nó sẽ bị chết đuối đó các bạn. Các bạn thấy đó, nãy các bạn thấy nó có nó khi mà nó, một thời gian nó sẽ bơi lên mặt nước và nó phải đớp khí ở trên mặt nước đó. Nuôi nó thì rất là hay và rất là đặc biệt luôn. Nhiều khách vô nhà mình coi và thấy rất thích hai con này. Nhưng mà mình khuyên thì hầu như là họ không có kỹ thuật để nuôi nó chết thì tội, ổn. Mà giá của nó hồi lúc mình mua là hình như giá 120. Nhưng mà đó với hai con nhỏ thôi, chứ còn bây giờ là hai con này của mình đã lớn rồi. Hai con này giờ ít nhất nó phải đạt size chắc cỡ 25 hơn á. Đặc biệt là con đen này nè. Con đen nó size lớn hơn. Và nuôi cái môi trường ở trong cái hồ thủy sinh thì nó sẽ ít hợp bệnh hơn so với cái nuôi cái môi trường không phải hồ thủy sinh. Còn những con này thì nó có tập tính hay đi săn ban đêm các bạn. Nhưng mà mình thấy do nó bị nuôi thuần chủng người lai á, nên nó không phải là ngoài tự nhiên á, nên nó cái tập tính đi săn của nó rất là dở. Và thấy không, mặc dù cá bê màu con đẻ lông tông li ti quá trời quá đất nhưng mà nó cũng đâu có bắt được con nào đâu, hầu như mình chẳng thấy nó bắt được con nào. Nên nhiều bạn cứ tưởng là mua cái con này về xong cái mua cá trăm á, thả vô nó không ăn được. Mấy con nào mà dạng cái hồ dạng cá trăm mà nó chết nó rớt xuống dưới mai ra nhiều khi nó còn ăn được, chứ còn mà mấy cá trăm mà bơi 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 đảm bảo nó không ăn được. Trùng chỉ thì nó trùng chỉ là cũng là một món ăn của nó, nhưng mà theo mình thấy trùng chỉ nếu các bạn mà bỏ vô cái dĩa mà để vậy đó nó khó là ăn lắm, hầu như là khó là ăn lắm. Con nào mà có cái đặc tính mạnh lắm nó mới ăn. Còn hầu như mà mình cầm mình đút nó cũng trùng chỉ nó cũng khó mà để đút cho nó ăn lắm. Nên thường mình chủ yếu mình hai con này mình chủ yếu là đút bằng sâu với dế với lại tôm. Mình đôi thường đút dế với tôm là nhiều, sâu thì chỉ lâu lâu cho nó ăn thôi, tại sâu thì nó hay dính tới bình đường tiêu hóa nó khó tiêu lắm. À, đây là cái một cái hồ thủy sinh mà nó gọi là siêu ổn định của mình đó các bạn. Và 6 tháng nay cái hồ này mình chưa đụng thấy hương lộc và cũng chưa bao giờ mình đánh thuốc cho cái hồ này, mà mình chỉ có chăm vi sinh vitamin C và khoáng thôi để chăm vô cho cái hồ này. Là cứ hàng tuần là mình đều phải chăm vô như vậy. Thì cái hồ này cái lượng cây cối phát triển và cá nó phát triển rất đẹp luôn. Và hai con này mình từ lúc mình nuôi tới giờ là ảnh chưa bao giờ bệnh luôn, hầu như cá mình nuôi là ít khi nào bệnh luôn các bạn. Mình ở đây chỉ có nuôi mấy dòng cá dĩa thì nó hay bị bệnh thôi, chứ còn cá rồng mình nuôi cũng chẳng bao giờ bệnh luôn. Cái dĩa là cái loài mà khó nuôi nhất, khó nuôi, nói chung là nó khó mà để tránh khỏi mà bị mang bệnh, nhưng những con khỏe mà không mang bệnh thôi. Hôm nay cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hãy đăng ký kênh, share và like clip của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.